mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh cá cảnh của mình. Dự định ngày hôm nay của mình là sẽ tuyển bầy này nè mọi người, sẽ tuyển phân loại ra những con nào mà ưu điểm ha, những con nào mà body đẹp thì mình sẽ giữ lại, còn những con nào mà body xấu thì mình sẽ đưa ra gọi thị sinh. Thì cái bầy này đánh giá đầu tiên của mình nha, đánh giá về chất lượng bảng màu thì thấy là rất là đạt rồi, bảng màu rất là ok nè. Bạn thấy như những con này nè, nó trội hơn nè, nó lên màu trước nè, đó bảng màu rất là ok, thấy không, rất là đỏ luôn, đỏ quét luôn đó. Full red là phải đỏ nha mọi người, phải đỏ như vậy, phải đỏ nha, chứ lên cam cam là không được gọi là full red ha. Thông thường full red nó những cái có những cái bảng màu nó chưa đạt chất lượng là nó sẽ lên hơi cam, hơi cam, ra cá thì không được đẹp lắm, cái màu nó không được đẹp. Cái thứ hai đánh giá về cái body, body và đuôi thì cái bầy này là đang, cái bầy này đang phát triển body và đuôi ha, nó đang lên bung quay bung đuôi đó, cho nên là thời điểm này mình tuyển là đúng thời điểm rồi, tuyển lại giữ lại những con mà tiềm năng ha. Thì trước khi làm thì phải kiểm tra mọi người, hôm nay thì bất ổn cũng tí chắc phải gác lại, do là mình thấy cái bầy này nó không được vui. Sẵn đây thì mình cũng nhắc nhở mọi người tí luôn, các bạn khi mà bạn muốn mà thao tác bất kỳ cái gì trên đàn cá, như là tuyển cá, như là tách trống máy, như là chuyển hồ, thì trước tiên là các bạn cần phải kiểm tra, kiểm tra kỹ cho mình ha, đàn cá không bệnh lanh lợi mọi người hãy làm. Tránh cái trường hợp là mọi người mới vừa làm, mới vừa chuyển hồ xong, mới vừa lựa, mới vừa tuyển xong, mới vừa tách trống máy xong thì đàn cá của mình nó bệnh liền ha. Là lý do là đàn cá của mình ngày hôm đó là nó không được vui, nó không có sung, nó hơi buồn buồn tí thôi. Nhưng mà khi mà bạn làm khuấy động cái hồ cá lên, cái thứ nhất là vớt cá ra vớt cá vô làm khuấy động hồ cá, cái thứ hai là có thể là làm trầy xước mình con cá, cái thứ ba là làm cho con cá nó hoảng loạn, nó stress, nó dễ bị bệnh đó. Thì những cái thao tác của mình đó nó sẽ làm xáo trộn hoàn toàn cái hồ cá lên, cho nên là đàn cá của mình nó sẽ rất là dễ gặp vấn đề. Đàn cá mà không khỏe thì mọi người đừng có làm nha, chờ cho nó khỏe rồi hãy làm. Như ngày hôm nay thì mình kiểm tra, đáng lẽ ngày hôm nay là mình sẽ làm nè, nhưng mà thôi, kiểm tra thấy nó không được vui nè, mình các bạn xem mình dụ bằng Akami nè, mà thấy nó cũng không được vui, nó ăn cũng hơi ít, hơi nhá nhá thôi, chắc cũng no. Mà thấy có mấy con nó bơi nè, bạn thấy có mấy con nó bơi, nước nó hơi lạnh tí, mấy con nó bơi thấy cũng không được lanh lợi ha, bơi có cảm giác nó không được tự nhiên á. Thành ra thôi mình quản lại, rồi mình cho thuốc, cho muối đồ vô ngừa bệnh cho tụi nó luôn. Chắc do ngày hôm qua là mưa lớn quá mọi người, trời mưa mà mưa rất là lớn luôn, từ chiều 2 giờ chiều cho tới khuya luôn vẫn còn mưa. Đó, rồi hồ cá sẽ ra vấn đề là chuyện bình thường. Hồ này dạng như là mới vừa chấm chớm muốn làm như muốn ủ bệnh á, nhưng mà chưa phát bệnh. Ha, mình cho thuốc cho muối ngừa rồi. Nếu mà tình trạng của tụi nó ổn định ha, tầm khoảng 2 ngày nữa là sẽ ok, lanh lợi đồ lại bình thường. Đó, không sao hết. Chuyện mà cá mà buồn buồn vậy là mọi người thấy là mọi người xử lý ngay nha, đừng có thấy mà nó hơi buồn buồn rồi thôi, cũng không thấy bệnh gì hết thôi, đừng có bỏ qua nha, bỏ qua là lại dính bệnh liền đó ha, phải xử lý liền. Với lại cũng tuyệt đối không nên là động chạm gì nhiều, không nên khuấy động, các bạn có thể hút cặn được, các bạn có thể hút cặn được, nhưng mà các bạn không nên là vớt cá ra vớt cá vô, để cho nó yên tĩnh, nó nghỉ ngơi, cho thuốc rồi là được. Với lại thêm cái nữa là nếu mà cho ăn trùng là rút máng luôn nha, không cho ăn trùng, bắt đầu là bật chế độ full Akami cho mình, cho Akami 3-4 ngày đại đi, hao một tí nhưng mà đàn cá của mình nó ổn là ok đó. Coi như là hôm nay là tha cho mấy em nó, tha cho mấy em nó đi, rồi bữa hai bữa nữa là làm ha, cũng không có nôn nao gì, tách trong máy rồi cái cũng vẫn còn trong hồ, không có nôn nao gì mọi người đó. Thì thôi, đây thì sẵn mình nói vài bữa nữa thì mình sẽ tuyển lại ha, mình sẽ làm lại thôi đó nè. Nếu mà đàn cá mà ổn định đó là các bạn ấy đồ, tại do mình mở đèn lát á, bữa nay trời nắng không đẹp, nó thấy ăn là nó bu lại nó ăn liền thôi, cũng không đối gì nè. Cái body á, cá tơ cái body rất là mập, nhưng mà khi mà nó phát triển full red nha, khi mà phát triển vây lưng lại đuôi là bắt đầu body nó thuôn lại, như cái bài hồi nãy bắt đầu thuôn lại và lên màu ha. Mấy bài này là mình cho ăn trùng nha, cho ăn trùng rất là nhiều.
đang thúc mà, đang thúc mà. Đó. Mấy bầy cá tơ của mình. Bài này tách trong máy nay được 2 ngày nè mọi người. 2 ngày nay ú ghê chưa? Quá đã luôn, quá ú luôn. Hôm bữa còn trong hồ chung với máy á, không ú gì đâu. 2-3 ngày là thấy, nếu mà bạn tách á, 2-3 ngày đánh trùng cho ăn trùng là bạn thấy hiệu quả liền. Đó. Như bài này của mình đó là có thể nói là biết trống máy luôn nè, nè, trống nè mọi người. Ha, có thể nói là biết trống máy luôn, HP Retro. Cá chưa được 1 tháng tuổi luôn á các bạn. Đó, bài cá lên lại là khi bạn cho ăn là nó phải vậy, nó phải bu lại vậy. Ha. Nó sáng ra kiểm tra cá, thấy cá nó bơi lên lại rồi bình thường rồi hả thao tác. Còn nếu mà thấy cá nó không được lên thì thôi, cho thuốc cho muối đi, đừng có làm gì hết trơn cho nó nghỉ ngơi. Xong rồi hả, đợi 2-3 ngày sau kiểm tra lại, thấy nó ok, nó ổn lại rồi hả làm. Tránh cái trường hợp mà mới vừa chuyển hồ là bệnh liền. Mình biết là thế nào cũng các bạn nếu mà mới nuôi cá thế nào cũng bị, tại vì lúc trước mình bị hoài. Nhất là cái tách trống máy, cái thằng Coret á. Tách trống máy thằng Coret á, mắc tách tách à, thấy cá nó ok, kiểm tra không thấy bệnh. Nhưng mà làm rồi chuyển hồ xong rồi cá bệnh sạch. Đó, đó là lý do tại sao mà khi mà bạn mới vừa chuyển hồ, mới vừa tách trống máy rồi cá hay bệnh là vậy. Mình phải kiểm tra kỹ trước khi mình làm. Như bài này mình phải tách trong máy được rồi nè. Bài này phải tách nha. Ha, bài này 2-3 ngày nữa là phải tách. Không tách là không xong. Đó. Này đã thiệt. Quá đã luôn á. HP Red này quá chừng đã luôn nè. Nè, để mình dẫn bạn đi coi qua. Này dẫn các bạn đi coi mấy bài cá con thôi. Mấy bài cá giống sáng mình kiểm tra rồi. Trời mưa. Mưa quá. Mưa quá mưa. Thậm chí là mấy bầy cá con mới đẻ cũng hơi bất ổn tí kìa. Thấy nó không được sung, không được lanh kìa. Này là Ivory nha mọi người. Ivory nha. À, giờ này là mình đang cho ăn trùng. Mình bóc cục trùng mình bỏ vô rồi đó. Thì còn nhiêu đó đó. Rồi mình dặm thêm mình cho ăn xong rồi tới trưa trưa. Giờ này cũng trưa rồi đó mọi người. Trưa rồi đó, mình dặm thêm chút xíu hạt cơ mi nữa cho mấy cái con mà lười ăn, cho mấy con mà không làm biếng ăn trùng á, ăn hạt cơ mi. Mới gom một bầy này là cái bầy HP Red nha các bạn, HP Red nha, HP Red con mới đẻ, có một con nó bị tật nè, các bạn để ý, các bạn sẽ thấy một con bị tật. Đẻ ra là bị tật liền luôn á. Nè con này nè, một mắt độc nhãn lông nha. Một mắt à, nó có một con mắt à. Ha, còn cái này thì thôi, không biết con nào đẻ luôn. Cá bể màu rồng nha, thật sự là không biết con nào đẻ. Đẻ có mấy con à, tối đẻ hồi tối luôn, y chang cái bầy bữa trước mình thu hoạch luôn. Chắc con máy bữa trước nó đẻ còn sót. Sáng ra cứ thấy là cá con là vớt thôi. Cũng hên là mình bỏ trong lòng đẻ đó. Bỏ trong lòng cá giống á, chứ không phải là ấy rồi. Đây là Beta nha. Beta đang trục trặc tí. Beta ngày hôm qua mình đánh muối quá nhiều nên nó hư. Nè, bầy này là bầy mình thu hoạch tối ngày hôm qua nè. Thu hoạch lúc nửa đêm. 12 giờ xuống thăm cá thì thấy cá đẻ. Đó, chắc chung bầy với bầy bên kia rồi. Hôm qua chắc đẻ còn sót rồi. À. Này hôm nay cho bạn coi cá con à. Đây cái bài này là bài gì bạn biết không? AB si thu nha. Đồng lắm, đã lắm. Máy nổ bài này quá đã luôn nè. Đang chờ một con AB Retro đẻ nè. Bụng căng dữ lắm rồi. Con máy đó bụng không căng nữa nha. Nè, AB Retro con này nha mọi người. Đang cho ăn trùng. Mình có tới 2 bầy như vậy. 2-3 bầy. Một bầy có 6 con, 8 con mà gãy hết 2 con rồi. Đó ra hồ trễ quá gãy hết 2 con. Sẵn cho các bạn coi. Này giống nha. Yuri giống. Bữa gãy hết con trống lam rồi,
giờ hai con máy này nó không có bầu hình ra thôi, bắt bỏ qua cho hang trống này dí luôn, kiếm làm lại thôi. Đó, này là hát bờ tiếp nha các bạn ha. Hôm nay thấy cái bộ Coret tơ nó cũng hơi buồn buồn kìa, cũng mới vừa cho thuốc, mới vừa cho ấy, thấy nó không được sung lắm. HBRS nè, là như con này trống luôn nè, lên trống rồi nè mọi người thấy không, lên trống luôn rồi đó. Quá nhanh, HBRS nó sao mình thấy nó lên trống máy nhanh quá, nhanh hơn cái bộ rồng rất là nhiều nè. Cái bộ Coret của mình hôm nay thấy nó cũng bất ổn, nó không được sung lắm, buồn buồn. Thành ra mình có cho thuốc nè, hơi xanh xanh nè, muối là thuốc. Nào, cá trống bên kia nè, ngồi dối qua quay cho bạn xem luôn, dụ dụ cho nó ra cái máng này nè, thấy cho nó rõ. Bầy này bữa nay thấy buồn hiu à, hôm qua mưa quá, mưa quá mưa, ý là tối mình đi thăm kỹ lắm á, nhưng mà chắc tại do khuya nhiệt độ nó lạnh. Mình cũng cho thuốc rồi đó, xanh xanh hết nha mọi người, xanh mấy cái hồ xanh xanh là mình cho thuốc mình ngừa đó, thấy nó không được vui nên mình cho thuốc mình ngừa. Này là full red máy nè, cũng mấy ngày hôm nay cũng không được vui, đang ấy, đang dưỡng luôn đó. Hôm bữa có hiện tượng bị ẩn nấm đốm trắng, nhưng mà nay nó rụng nấm hết rồi, nay nó rụng nấm hết rồi. Có hôm bữa có mấy con nó bị á, rồi mình trị ha. Con nó còn hơi buồn rồi mọi người thấy không, con này nè hơi buồn nè. Không có tọt tay vô hồ được đó, rồi bơi ăn rồi đó, không hay, không hay là có đồ ăn đó. Cá mắm mưa này là dễ gặp vấn đề lắm luôn. À, con bà bầu này không biết chừng nào đẻ, bên đây có con bà nữa nè đó. Ừ, cho hai bà bầu này ăn luôn, cá về cá với cưng bà bầu chút, cưng bà bầu chút mọi người. Rồi, cho bà bầu này nữa, cho bà bầu này nữa. Thôi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Ngày hôm qua mưa, tối lạnh cho nên sáng ra mình gãy đúng một cặp. À, một cặp ha, một cặp Coret full lưng luôn. Một con trống, một con mái, nó bị làm như bị suy dinh dưỡng nha mọi người. Mái nó bị tốt bụng, trống thì nó bị teo héo rồi, nó đài luôn, nó đứt luôn. Cho bạn xem bài này, bài này thì ngon lành lắm. Nay nè, trời ơi, à đã chưa, đã chưa, 50k nha, 50k, 50k quá đã luôn thì chứ. Ra là thấy nó khỏe là coi như cả ngày đều vui á, đông mà cá trống nè, nay lên màu quá đẹp luôn. Bản màu này phải nói chứ mình kết quá chừng nè bạn coi, có ánh nắng vô cái là nó lên đã lắm. Bài này nay thấy nó không được vui nè, gãy lắm. Này là gì, Uri nha, còn bên đây là rồng nè, đôi rồng này nay ăn cục trùng rớt dưới rồi, rồng mau lớn. Bầy rồng này là nó cầm tầm với lại tụi HBRS đó mà các bạn thấy, chưa con nào ấy hết, nhưng mà tụi HBRS lên màu rồi, tầm tầm cách nhau có hai ba bữa hả. Eury nó cũng đang lên màu nè. Thôi, bye bye mọi người, hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình.